Chiều 22 tháng 7, Đại tướng Văn Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tổ chức thực hiện diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với đề mục Sư đoàn Bộ binh biên chế hỏa lực mạnh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công vào khu vực địch phòng ngự. Sau ngày đầu tiên, các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong ngày thứ hai, các lực lượng thực hiện tổ chức nội dung chuẩn bị chiến đấu. Với quyết tâm cao và nắm chắc các nội dung cơ bản, nên quá trình thực hiện diễn tập trên các cương vị và các khung tập bảo đảm nhuần nhuyễn, nắm vững chức trách. Đánh giá cao tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm trong công tác tổ chức diễn tập. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, cuộc diễn tập lần này là cơ hội để trường sĩ quan lục quân 1 đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang chỉ ra những điểm còn tồn tại trong quá trình tổ chức diễn tập đồng thời yêu cầu trường sĩ quan lục quân 1 chú ý khắc phục nhằm cụ thể hóa mục đích đạt được của cuộc diễn tập lần này. Chiều cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ cắt băng khánh thành công trình nhà VIP 2 của Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 với kiến trúc hài hòa gồm 5 tầng, 1 tum, tổng diện tích sàn 12.100m2, có 120 phòng ngủ được trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Nhà VIP 2 sẽ là nơi bảo đảm tổ chức cho các hội nghị, các đợt tập huấn, hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và các cơ quan, ngành, đơn vị trong toàn quân tổ chức, bảo đảm cho huấn luyện để tham gia và tổ chức đăng cai các giải thi đấu quốc tế, tổ chức huấn luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cho các sự kiện lớn của quân đội và nhà nước.